Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bếp của quê hương sẽ vào bếp với món đu đủ trộn khô bò. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Hôm nay có hai cô chú Vũ và cô Tina sẽ vào bếp cùng bếp của quê hương. Cô Tina đang ngồi chè đỏ. Mình nhẹ này thôi chứ còn nếu mà Vũ mà leo lên là chắc cái đu đủ nó ngã. Rồi giờ Tina sẽ giúp bếp củi quê hương làm cái món gỏi bò. Sẽ sầu riêng ăn liền chả đổ. À tụi bạn đó đã không? Khi các bạn muốn mà trồng trái đu đủ, các bạn nên lấy những cái trái mà cái hột mà nó đen thù lùi vậy nè ha, là khi mà nó lên cây nó ra được trái. Còn nếu mà những cái màu này sợ nó cũng lên được mà nó ra trái không được. Giờ Tina thèm quá các bạn ơi, thèm đu đủ. Đu đủ Tina thích ăn sống, ăn giòn vậy à. Rồi kế tiếp là mình sẽ nhường cái đu đủ lại cho bạn Tina nha. Đổ xuống hết là khỏi ăn. Các bạn, đây là cái dĩa khô bò ha các bạn. Bây giờ mình sẽ sắc mỏng ra. Cái thành phần của nó là trong này nó đã có nước ốp sẵn rồi các bạn. Cho nên là mình sẽ lát nữa mình sẽ chỉ có trộn vô cái đu đủ và đậu phộng rồi đậu răm ha. Cái này nó đã làm mặn mà rồi, rất là ngon rồi. Giờ mình sẽ sắc mỏng thôi. Bây giờ mình sẽ chiên bánh phồng tôm để ăn chung với lại gỏi trộn bò. Khô bò. Khô bò vừa mới thái xong, bây giờ mình sẽ trộn chung với đu đủ nha. Mình rưới nước khô bò lên cho nó đậm đặc mùi khô bò thơm ngon. Ngon quá. Bỏ rau răm vào. Rau răm mình đã lọc rồi. Cảy nước miếng không vậy? Xong. Che miếng đi. Từ từ đợi xíu nha. Ăn đâu răm dữ không nha. Wow. Cho phòng nè. Kỹ quá. Vô. Cảm ơn chị chuội. Quá đã. Nè ăn ké nha. Thử nha mọi người. Trời cái mỏ nó ăn cái bầu trời được. Cảm nhận. Ừ, đúng nha. Miếng sợi thì đủ lắm. Cộng với thịt bò mình mềm hơi dai, cái bánh phồng tôm nữa thôi. Tuyệt vời. Hơn cả mặt trời luôn á. Má cháy bù chét. Đẹp bóng. Thấy vô đẻ con trai làm sao làm bà ngoại vậy? Cho con chiến hết đi chú.
Hôm nay nổi ít rồi, nay ngoại nhiều. Nhà mình chơi hàng ngoại không à. Nên các bạn sẽ thấy nữ nhiều hơn nam. Cái này là kho quẹt trứng. Ừ, anh ngồi sát trứng kho với kho quẹt. Dạ, con mời mấy hết mấy ngoại ăn cơm. Ok con. Mời mấy đứa. Con mời má. Ừ, ngoại ngoại nói ủa, con sắp nhỏ đúng ngoại. Mới vô trong kiếm cái gì ra vậy? Ngoại ơi mà con trẻ hơn ngoại. Cháu. Cái nhà đằng đó ăn cơm, mẹ ăn cơm đằng đó đi. Cái món này lạ ngon quá nè, ngoại thích nè. Ngoại. Ngoại thích. Ngoại. Ngoại thích. Ngoại. Con nhỏ con quất trước nha ngoại. Con ơi. Chơi chơi cho. Cho bà xã con chén ngoại. Bà xã con. Mời cả nhà dùng cơm. Ngoại chén nè, chén nè. Con mời mấy ngoại, con mời bà cố ăn cơm. Ai bà cố, ai bà cố. Ủa để cho mấy cái gì? Muối tiêu hả? Không ăn đâu. Là ăn hết một cái, một bỏ hết vô hậu luôn. Cái miệng bay lớn thì cứ ăn canh nhắm mà ăn là cho nổi. Đừng có bỏ vô họng, bỏ để vô miệng á. Luyện ăn mẹ món và nguyên cái hamburger đút cái ọt bây giờ ngọt tớt. Nãy tôi nhét cái bánh tráng với gỏi, cái bánh tráng bự hơn nhà nó nhét, giờ miệng tôi nó trầy từ lưa. Không giờ thi đi. Đúng rồi. Thi ăn ví dụ người 5 cái, có ai nhét hết thì không được lớn miếng nào. Nãy nhét cái bánh bự hơn gì nữa thầy nè, nhà nhìn làm lại nè đó. Làm lại nè đó. Hồi nãy gỏi hả? Gỏi với đu đủ với khô bò hành nó chất lên thành một cái núi luôn á. Làm lại cho coi cái cảnh nãy ha. Nó nhiều hơn lúc nãy nữa. Này nữa nè chú. Thêm trái ớt nữa. Rồi được rồi. Được. Thôi rồi. Nãy bị lớn nào. Quay. Ta chùm râu với nó quỷ ra nè. Quá được. Giờ chửi là không có la là không nói rồi được. Mẹ nãy mất cái da ngon giỡn chày nữa rồi. Ăn uống kiểu gì bất ngờ. Không vậy mà trước. Con gái nữa ăn kiểu gì vậy? Đang chạy bông đó. Cho con quất 5 cái vậy nó khó ăn cơm. Tét miệng luôn à, chạy nổi không? Cái này nhỏ nè. Cái con mấy miếng dài gì mấy miếng cứng. Chụp hình nấu thịnh xong rồi tát cái con cá bóng tượng vô. Ăn miếng cả. Ăn đi trời. Không. Cái bự bạn vậy luôn à. Bà ngoại ông ngoại ngồi kế nhau chứ sao dữ vậy. Tối nay sao không mỏ. Mỏ chạy muỗng thì thử đi. Mi đưa muỗng. Không thật bịch ni lông. Cô phải cưới anh nhà Điền. Mình nói đi học tiếng Nhật đây. Mặc anh bắt để con thử sợ này đây. Mà còn nuôi không? Nuôi sợ gì đó. Là chân trắng mà. Bữa hậu học tiếng Nhật luôn á. Hậu có tháng hậu. Có gì với cô? Cô lần cưới chồng. Cái mẹ. Đi kêu mẹ. Được rồi, ấm ấm.